Xin chào quý vị các bạn. Đây là cái khu trưng bày dãy cây Nhật của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long nhé quý vị nhé. Đấy, và ở đây là chị Hòa sẽ giới thiệu tới quý vị các bạn cả giá này, cả các cái thông số những cái tác phẩm bonsai Nhật Bản đấy, tại hợp tác xã. Và cái cây đầu tiên là một cái cây hoa đỗ quyên Nhật Bản. Hiện tại thì không phải là mùa của mùa hoa chính vụ đâu, nhưng mà cũng vẫn đang có hoa để có nụ nhiều lắm quý vị. Khoảnh sát gốc của nó là 40 ạ. Chờ em chút. Quý vị xem đây cái thân bệ của nó này. Đấy, cái hoành gốc này là 40 chị ạ, 40. Đấy, chậu Nhật. Cao là 60. Cao 60. Cái này là làm một tán hình mâm xôi đi nhá. Thì nó sẽ ra hoa, nó sẽ được kín hoa, nó rất là đẹp. Tán là 82. Tán ngang 82. Cái hoa đỗ quyên này đẹp lắm. Vâng. Cái mùa hoa của nó là hoa sẽ kín tàn luôn quý vị ạ. Nhưng mà nó mùa này không phải mùa hoa, hoa tầm từ tháng 3 tháng 4 cho đến tháng 5 tháng 6. Cái này hợp tác xã giao lưu giá bao nhiêu nhỉ? 38 triệu. Đấy, 38 triệu cây hoa đỗ quyên bonsai Nhật Bản, nhập khẩu Nhật Bản quý vị nhé. Đấy. Cây này đẹp. Mà cái đã về vườn lâu rồi, nó chứng tỏ nó vẫn phù hợp với cái khí hậu của Việt Nam, phát triển rất bình thường, vẫn ra hoa đều. Cây cho em cây thông này đi. Quay đi cây nào không vâng. Giá thì liên hệ số điện thoại. Đây em thấy giá ghi ở đây rồi. Đặng. Hả? 24 triệu. Một cây thông. Cây thông đen nhập khẩu Nhật Bản quý vị nhé. Cây này bệ rễ này. Hoành sát gốc của nó là 38. Đấy, hoành gốc là 38, hoành bệ 38. Cây này già lắm. Cao của nó là 70. Cao 70. Tàn là 65. Tàn 65. Giá là 24 triệu. Giá 24 triệu cây thông đen Nhật Bản. Đấy. Đấy, quý vị thấy cái da của nó cứ tầng tầng lớp lớp này, nó phải già lắm nó mới như thế này nhé. Già lắm này. 24 triệu bao ship. Thêm một cây đỗ quyên nữa nhỉ. Đấy. Hơi bấp bênh chứ. Hoành sát gốc của nó là 48. Hoành gốc 48. Đây cái mặt này mới nhìn thấy này. Mặt này nhìn thấy này. Cao 70. Cao 70. Tàn ngang là 68. Tàn ngang 68. Giá là 35 triệu ạ. Cây hoa đỗ quyên này là giá 35 triệu quý vị nhé. 35 triệu. Chậu gốm. Hay chậu nhựa. Chậu tạm này. Chậu nhựa. 35 triệu bao ship. Đỗ quyên nữa quý vị nhé. Tên Mark Usagi. Cái bệ của này rất đẹp nhé. Cái bệ của nó này. Bệ của nó là 38. Hoành gốc là 38. Đấy, bệ rễ nó trải ra đều. Cây này cao 63. Tàn ngang của nó là 64 này. Tàn ngang 64. Ừ. Cây này mà liên hệ mà cứ chụp cho mà mình qua để qua. Cây này quý vị liên hệ nhé, liên hệ số điện thoại để được báo giá. Tiếp tục một loạt cái cây thông đen. Cây này dáng đẹp. Cây này cả một cụm rừng luôn. Cụm rừng của nó 5 thân. Năm thân. Có bàn xoay này. Chắc xoay được, xoay được. Đấy. Một rừng thông đen nhé quý vị nhé. Cái này có giá sẵn không? Phải liên hệ gì nhỉ? Cái này quý vị liên hệ nhé. Cái này chuẩn bonsai, chuẩn quốc tế rồi, trưng bày được. Đấy. Thêm một cái tác phẩm thông đen nữa. Cây này nó quái, cây quái.
Chiều cao của nó là 76. Cao 76. Bệ sát gốc của nó là 50. Khoảnh bệ 50. Tàn ngang là 75. Tàn ngang rộng khoảng 75. Giá cây này là 55 triệu. 55 triệu tác phẩm thông đen bonsai Nhật Bản. Ở đây là cây si nhé, cây Việt Nam. Một cây si trong cái chậu quạt. Mình quay quay cái mặt bên này thì xem mặt chính của nó đây này. Đấy. Đấy. Cái thân của nó thì dáng nằm đấy. Mà nó đường thân nó rất là lăn léo. Chiều cao là 82. Cao 85. 82. 82. Tán ngang của nó là 1m2. Tán ngang 1m2. Cây này có cái cây này giá giao như là 35 triệu ạ. 35 triệu một cây si nhé quý vị nhé. Si này già lắm này. Nhìn rất chắc chắn, chậu bông của nó cũng đẹp. Mà. Cây này Nam Điền này bao nhiêu? 4 triệu. 4 triệu. 4 triệu một cây trực huyền. Cây thông. Thông đen. Cây này để bàn được em. Mà chị bê giúp em xem nào. Một người bê đẹp không? Mà. Chị quay cái mặt ở đây xem nào. Đấy. Đấy. Quý vị thấy đấy, một tác phẩm thông đen Nhật Bản rất là đẹp. Cây để bàn, để bàn trà đẹp. Cây này bao nhiêu chị nhỉ? Hay mình liên hệ giá. À, cây này quý vị liên hệ số điện thoại để báo giá nhé. Một cây ngâu. Cái ngâu này giá có 6 triệu. Ngâu này giá 6 triệu vậy. Cây đỗ quyên này giá 24 triệu này. 24 triệu. Cao của nó 52. Cao 52. Đây cái mặt thân của nó đây như vậy nhỉ. Tàn ngang của nó là 90. Tàn ngang 90. Cây 24 triệu. À. Bên này kín tàn, nếu ra hoa thì rất là đẹp. Còn cái cây này thì cây này giá 76 triệu. À, 76 triệu. Cái hoành thân của cái bệ. Cây này tay tán làm rất là đẹp. Hoành sát gốc của nó là 53. Hoành gốc là 53. Cao 65. Cao 65. Tàn ngang của nó là 90. Tàn ngang 90, 76 triệu bao ship quý vị nhé. 76 triệu bao ship. Cây này đẹp này quý vị này. Vì là thân tay cành nó được bông tán, nó làm rất là, nó xếp rất là đẹp. Cầu kỳ. Và nếu mà ra hoa kín là hoa cái xếp lớp. Xếp lớp rất đẹp. À, khu này nốt cây thông đen. Thông đen này có một cái tay nằm lũa đây quý vị nhé. Đấy, hoành sát gốc là 58. Cao là 70. Cao 70. Tán bay của nó là 80. Tán ngang 80. Cây này là 120 triệu. 120 triệu quý vị. Thông đen Nhật Bản. Ừ. 25 triệu cây đỗ quyên này. Đỗ quyên Nhật Bản. Cây
Ủa, mày nó to thế nhỉ? Dạ. Sao của nó là 88. Còn vệ dễ hoành là 88. Vâng. Cho cả nhà cả Việt cháu với cả các em tiền đông thích cái thích đi. Cao 68. Cao 68. 25 triệu. 25 triệu bao ship quý vị. Nói chung video này là chuyên cây Nhật luôn quý vị nhé. Phần lớn là đỗ quyên. Cây này tay tán, bông tán làm cũng rất đẹp. Cái này có ghi giá trong đấy không chị? Và quý vị liên hệ số điện thoại nhé. Để được báo giá. Hoành san gốc là 60. Hoành san gốc là 60. Cao 73. Cao 73. Tàn ngang của nó 75. Tàn ngang 75. Đấy, quý vị liên hệ để được báo giá nhé. Cái tác phẩm này thì có khi là đẹp nhất trong cái dãy đỗ quyên ở đấy. Và đây vẫn là cây thông đen. Thông đen. Đấy. Quý vị thấy là cái hiện tại thì chưa được cắt tỉa cho nên là ung tùm. Cây này cao 80. Đấy. Thân bệ rất là to. Tàn ngang của nó là 90. Tàn ngang 90. Liên hệ qua số điện thoại. Gốc cây thông này. Cao của nó là 1 mét. Cao 1 mét. Mảnh sát gốc 38. Vành gốc 38. Cái này quý vị liên hệ số điện thoại để được báo giá nhé. Và thôi mình dò cây tiếp theo thì để em kết thúc cái video này. Đây là dãy này chuyên cây Nhật nha quý vị nhé. Vừa báo cho quý vị các bạn hơn 10 cái tác phẩm bonsai Nhật Bản. Chủ yếu là đỗ quyên với thông đen ở khu luôn là việc này. Còn bên trong kia cũng là một cái khu trưng bày chuyên bonsai Nhật. Nhưng mình sẽ giới thiệu trong video khác. Video này xin kết thúc ở đây nhé.